Dạ, Đỗ Thanh nhà đất Bình Phước kính chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh chuyên review nhà đất vườn chính chủ bên Thanh. Hôm nay em đang có mặt ở đây là ngay điểm trường thôn 1 thuộc của ấp 1 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng theo dõi với em một căn nhà sát bên trường học hôm nay Thanh đứng quay ở đây. Thì toàn bộ diện tích căn nhà Thanh quay chiều ngang sẽ được ở đây là 10m, chiều sâu hai cạnh là 52, với tổng diện tích của mình sẽ được là 516m2. Ở trong tổng 516m2, mình sẽ có 100m đất ở, còn đất còn lại sẽ là 416m đất trồng cây lâu năm. Mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay là sổ sẵn, bìa hồng cầm tay, và sổ của mình thì thể hiện hai mặt tiền đường. Một mặt tiền lộ nhựa Thanh đang quay và di chuyển ở đây là 10m, còn mặt tiền bê tông cặp hông sẽ được là 56m. Dân cư, nhà cửa thì cực kỳ là đông đúc, cũng như những tiện ích Thanh quay ở đây. Bây giờ cả nhà cùng xem hình ảnh ở trên flycam để nắm bắt được tổng thể toàn bộ diện tích và khu dân cư, đường đi lối lại của căn nhà hôm nay Thanh quay nha. Dạ, đây là hình ảnh ở trên flycam Thanh quay cụ thể cho cả nhà cùng theo dõi được toàn bộ khu dân cư, trường học và đường đi lối lại của mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay. Đây là ngay cái trường học mà Thanh vừa đứng để thực tế cho cả nhà xem mặt bằng, và sát bên trường học sẽ là căn nhà hôm nay Thanh quay. Thì từ căn nhà hôm nay Thanh quay để cả nhà quan sát tổng thể từ trên flycam để di chuyển ra trung tâm trường chợ trạm chỉ có 1,5 km, di chuyển xuống cụm trung tâm hành chính chỉ có 2 km. Với toàn bộ diện tích căn nhà Thanh quay ở đây là sổ sẵn, bìa hồng cầm tay và dân cư đông đúc, cả nhà đang muốn sở hữu những căn nhà có thể dọn vào được ở luôn, cũng như sinh hoạt cho con cái mình đi học và những tiện ích như chợ búa, hàng quán. Dạ, thì toàn bộ khu vực dân cư của mình ở đây là đường thông hiện hữu, và test thông tin quy hoạch đường của mình là phun hồng thổ cư, cáp điện wifi, bóng đèn đường đầy đủ nha quý cô chú anh chị. Còn dân cư của mình ở đây là đông nghẹt, toàn bộ diện tích căn nhà quay hôm nay sẽ là hướng đông nha quý cô chú anh chị mình. Còn để toàn bộ tiện ích dân cư cả nhà di chuyển thì chỉ ra chợ Thiện Hưng có 1,5 km thôi. Toàn bộ xung quanh căn nhà hôm nay Thanh quay thì đã có tường rào lưới kẽm B40 đầy đủ. Căn nhà của mình có giếng, cáp điện, wifi là đã vào sẵn trong nhà. Dạ đây, thì tính theo hướng tay của Thanh chỉ ở đây, đồng thời là cái cạnh đầu tiên, từ đây mình chạy thẳng xuống sẽ là 56m. Còn từ đây mình chạy thẳng theo cái mặt tiền đây của mình sẽ được là 10m. Và hướng mặt tiền đây của mình thì sẽ là hướng đông, và hướng mặt tiền kế bên đây của mình thì sẽ là hướng nam nha quý cô chú anh chị của mình. Đó. Còn từ đây cả nhà di chuyển sang khoảng 50m, khoảng 100m nữa thì sẽ đường là lộ nhựa hai len giao xuống cụm trung tâm hành chính huyện, cũng dao động vào bán kính hơn 2 km. Toàn bộ dân cư, nhà cửa ở đây là đông đúc, và tới đây cũng đồng thời là hết 10m mặt tiền lộ nhựa, thể hiện rõ trong sổ của mình. Còn mặt tiền ở đây là mặt tiền đường bê tông cặp hông, thông thoáng rộng và di chuyển vào các hộ gia đình kế bên. Đường bên hông đây của mình là đường bê tông của nhà nước làm, rộng 3m và có thể hiện rõ trong sổ của mình nha quý cô chú anh chị. Chạy dọc cái mặt tiền 56m đường bê tông đây của mình thì đã có là lưới kẽm xây tường rào kiên cố. Video hình ảnh nhà cửa Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế, khi quý cô chú anh chị mình tới sẽ có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh, tổng thể toàn bộ diện tích Thanh quay ở đây là đúng đủ. Phía đường trước căn nhà của mình thì chủ nhà có trồng một cây liễu, có cây bông ngũ sắc và có làm cửa sắt để di chuyển vào trong căn nhà của mình. Căn nhà Thanh quay ở đây là cửa sắt 2 tấm, xe ô tô di chuyển thoải mái nha quý cô chú anh chị của mình. Đó. Còn để di chuyển vào trong cái sân đây của mình đó, thì là sân chủ nhà là bày toàn bộ là cây kiểng. Thì chủ nhà chơi cây kiểng ở đây, thì riêng về cái cây kiểng thì Thanh sẽ không có trình bày rõ, vì anh chị chủ gửi tụi em quay bán ở đây là bán đất nhà vườn. Còn cây kiểng thì mình sẽ gặp trực tiếp anh chủ trao đổi, tặng cho mua bán rõ ràng nha cả nhà. Đó, với toàn bộ cái sân mà Thanh quay ở đây thì chủ nhà đã đổ đan toàn bộ luôn. Và với toàn bộ cái diện tích cái sân cạnh nhà theo dõi ở đây thì đậu ít nhất là được 2-3 chiếc xe ô tô.
phía đường trước cái sân của mình thì cả nhà sẽ quan sát được là có giếng khoan. Giếng khoan ở trên khu vực Bình Phước mình thì cả nhà sẽ yên tâm về lượng nước của nguyên một năm. Vì cái giếng của mình khoan ở đây độ sâu ít nhất cũng từ 70 tới 100 mét một cái giếng khoan nha quý cô chú anh chị. Và đây, di chuyển tiếp vào nữa thì toàn bộ ở đây là đã có lắp mái vòm cũng như có bóng đèn năng lượng mặt trời để buổi tối sẽ sáng toàn bộ cái khuôn viên đường trước đây của mình nha quý cô chú anh chị. Di chuyển tiếp thì cả nhà cũng thấy được là căn nhà của mình thì đã có lắp camera toàn bộ luôn. Ở phía trước thì có lắp mái vòm là phủ kín khoảng 1/2 cái sân đường trước đây của mình. Còn phía bên hông đây sẽ có làm đường rào cũng như sẽ có một khoảng đất nhất định để mình di chuyển ra cái phía sân vườn của mình nha. Thì bây giờ thì cả nhà sẽ di chuyển vào trong căn nhà xem phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, bếp núc cụ thể cùng với em. Bước vào trong căn nhà thì cả nhà sẽ thấy được là phòng khách của mình là ở đây là 4 năm thì sẽ rộng khoảng được là 20 mét vuông. Đó, và tường của mình ở đây thì ốp lên khoảng là từ 1 mét tới 1 mét 2. Tiếp nục nữa thì sẽ có là sơn la phong, ở trên thì có ốp trần đầy đủ hết luôn. Và toàn bộ cái tông màu chủ đạo của mình ở đây sẽ là tông màu xanh. Còn từ đây để cả nhà nhìn thẳng ra cái hướng phía đường trước là thông thoáng khu dân cư, đồng thời là cái hướng đông của căn nhà hôm nay Thanh quay. Di chuyển tiếp vào nữa sẽ là phòng ngủ chữ L đầy đủ hết luôn. Đó, đây là phòng ngủ của mình nha quý cô chú anh chị. Phòng ngủ của mình ở đây thì có lợp trần la phong ở trên hết, cửa sổ thông thoáng. Bên đây là cái không gian chữ L của mình. Đó, ở đây của mình còn có thêm một phòng ngủ ở bên hông đây nữa quý cô chú anh chị. Thì theo như quan sát thực tế ở đây của mình sẽ là một phòng khách, ba phòng ngủ, bếp núc, nhà tắm đầy đủ. Ở đây của mình còn có một phòng nữa. Phòng đây của mình thì sẽ có nhà tắm, nhà vệ sinh cực kỳ là rộng luôn. Đó, đây nha quý cô chú anh chị. Đây là nhà vệ sinh của mình. Nối tiếp nữa thì nhà tắm, nhà vệ sinh. Ở đây thì chủ nhà của mình để rất chi là nhiều kiếm luôn. Đó, di chuyển sang đây sẽ là bếp núc và có xây các hộp tủ để mình để đồ cho ngăn nắp gọn gàng. Tiếp tục nữa là cái phía sau vườn của mình. Thì đang đứng đây thì cả nhà sẽ thấy được phía sau của mình sẽ có chân bồn nước cũng như bồn nước và có cây cóc thái, cây vú sữa. Và cái khoảng đất của mình ở đây thì trồng được chanh, bưởi, táo, na. Đó, và có cả mận nữa quý cô chú anh chị. Thì do cỏ của mình là tương đối tốt bằng trái cây nên cả nhà sẽ khó quan sát được. Ở đằng sau của mình còn có thêm một cái giếng đào ở ngay cái chỗ tay thanh chỉ đây. Và khi mình bước ra thì sẽ có thấy một cây xoài ở đây của mình. Thì đây tổng thể của mình là chiều dài 10, sâu 56, có sẵn 100 mét đất thổ cư. Toàn bộ của mình là 516 mét vuông và chủ nhà bán hết toàn bộ căn nhà Thanh quay ở đây với cái giá là 700 triệu bao sổ sách cho quý cô chú anh chị của mình. Mọi thông tin cả nhà sẽ liên hệ với hai số điện thoại đồng thời là Zalo của em để Thanh có thể gửi sổ và gửi toàn bộ thông tin cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi. Bây giờ em sẽ di chuyển cái mặt tiền 56 mét đường bê tông, di chuyển ra đường sau để cả nhà sẽ quan sát được khu dân cư cũng như cái phía sau của căn nhà của mình cho cụ thể ha. Vị trí mà căn nhà Thanh đang quay ở đây để quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ dao động vào bán kính là 150 tới 155 km, Bình Dương sẽ là 100 tới 110 km. Để cả nhà mình có thể đảm bảo về số km thì cả nhà sẽ nhập vào Google Maps để bấm cụm trung tâm hành chính huyện Bù Đốp sẽ biết được số km cụ thể nha cả nhà mình. Và như quý cô chú anh chị mình chưa thông thạo đó thì sẽ kết bạn với hai số điện thoại đồng thời là Zalo của em để Thanh có thể gửi vị trí sổ sách cho cả nhà mình di chuyển một cách an toàn nhất nha quý cô chú anh chị. Đó, thì đây là Thanh đang dần di chuyển tới cái phần đuôi của căn nhà của mình. Còn đường bê tông của mình ở đây nếu như theo Thanh quan sát thì sẽ là đường bê tông cụt nha quý cô chú anh chị. Di chuyển vào đây thì em thấy còn khoảng là đang còn đi dài lắm. Nhưng mà theo em chắc là đường bê tông cụt. Đó. Ở đây dân cư nhà cửa là ở liền nhau như thế này luôn. Dạ đây quý cô chú anh chị. Thì tới đây
Tới đây sẽ là hết 56 mét mặt tiền đường bê tông của mình, đồng thời cái phía sau nhà Thanh vừa quay. Còn từ đây mình đi sang bên đây cũng là đầu đuôi vuông vức 10 mét. Từ đây cả nhà đi vào còn là đường nối sang đường bê tông bên trong, cũng như đường để như di chuyển ra các nhà. Sổ của mình thể hiện là hai mặt tiền, còn thực tế đường sau đây của mình vẫn có một cái đường đi để mọi người đi ở đây. Dạ, tới đây sẽ là hết 10 mét mặt tiền đầu đuôi vuông vức. Từ đây cả nhà chạy thẳng lên sẽ là cái hướng của căn nhà Thanh quay. Cả nhà cùng đang theo dõi tổng thể toàn bộ một mảnh đất nhà vườn với toàn bộ diện tích 516 mét vuông, nằm tại ấp 1 của xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, sát bên trường học, gần bên khu trung tâm hành chính huyện, và chủ nhà bán hết với cái giá là 700 triệu. Mọi thông tin cả nhà sẽ liên hệ với hai số điện thoại, đồng thời là Zalo của em. Thì nãy giờ Thanh cũng quay cũng như di chuyển và gửi hình ảnh ở trên Flycam cho cả nhà mình cùng theo dõi hết. Đến đây thì Thanh xin phép tạm dừng video. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú, anh chị. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của Thanh nha.